Mừng bạn quay trở lại với khóa học cà phê của Pha Chế Online. Trong bài học trước, chúng ta đã biết cách làm ra ly cà phê phin, đen phin, nâu phin và cách trình bày bắt mắt là nội dung của bài học ngày hôm nay. Và là người đồng sáng lập ra Pha Chế Online. Đây là nơi mà bạn được học những công thức đồ uống, cốt thấp, lái cao. Đen phin và nâu phin có chung cách trình bày giống nhau, đó là thớt, đĩa bé, thìa bé và một cốc đá. Đen phin đi kèm một chén đựng nước. Còn nâu phin đi kèm một chén sữa đặc. Định lượng đường nước và sữa đặc đều là 20ml. Để hiểu được lý do vì sao đồ uống đen phin và nâu phin lại có nhiều dụng cụ đi kèm đến vậy, hãy xem ví dụ sau đây. Cà phê phin là dòng đồ uống mang đậm nét đặc trưng của người Việt Nam. Nếu trong menu của bạn không có đen phin và nâu phin thì quả là một thiếu sót lớn. Đầu tư thấp, hiệu quả cao, đó chính là điểm mạnh của dòng đồ uống này. Khi chúng ta kinh doanh cửa hàng cà phê, đồ uống là thứ quan trọng cần được nắm rõ. Nhưng quan trọng hơn nữa, chúng ta phải hiểu được tâm tư, nhu cầu của đối tượng khách hàng mình phục vụ. Ví dụ với đen phin và nâu phin, khách hàng thường xuyên sử dụng đồ uống này hầu hết là đàn ông, có độ tuổi trải dài từ 30 cho đến 60, nghề nghiệp làm chức vụ cao, làm văn phòng, có nhiều thời gian để thưởng thức, nhâm nhi ly cà phê. Thời gian họ đến quán của bạn thường là vào hai khung giờ chính sau đây. Buổi sáng, trước khi vào giờ làm việc, họ cần được thư giãn, nhấm nháp vài ngụm cà phê và cà phê sẽ mang lại sự tỉnh táo, tập trung cho họ để bắt đầu một ngày làm việc hiệu quả. Sáng 7:30 cho đến 10 giờ. Buổi chiều sau khi việc buổi sáng còn đang giờ, đây là lúc họ cần nạp thêm năng lượng từ bữa ăn trưa, căng ra bụng, trùng ra mắt. Khách hàng của chúng ta rất cần trở lại sự tập trung để hoàn thành các công việc. Chiều 12 giờ đến 16 giờ là thời gian khách hàng thường xuyên sử dụng ly cà phê phin. Mình và bạn hãy cùng nhìn lại thông tin người khách hàng thường xuyên sử dụng đồ uống cà phê phin. Với giá cốt trung bình của cà phê phin là 4.500 đồng. Vậy đen phin và nâu phin có giá cốt chính xác là bao nhiêu tiền? Và giá bán phù hợp nhất cho khách hàng của chúng ta là? Chúc mừng bạn đã biết cách làm, cách trình bày của ly đen phin và nâu phin. Không những thế, bạn còn hiểu rõ tâm tư của khách hàng thường xuyên của bạn, có độ tuổi, nghề nghiệp và giờ giấc cà phê thế nào. Bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Mình sẽ hướng dẫn bạn ủ cà phê số lượng lớn ở bài học tiếp theo. Nếu có bất kỳ thắc mắc nảy ra trong đầu, hãy bình luận xuống dưới ngay vì mình sẽ có mặt ngay lập tức. Xin chào và mình đợi bạn ở video tiếp theo.